xã Đồng Sơn nằm ở phía tây nam thành phố Bắc Giang. Nơi đây có con đường quốc lộ 1A mới chạy qua, có con sông Thương nước chảy hiền hòa, có cây cầu Sương Giang nối liền xã Đồng Sơn với trung tâm thành phố Bắc Giang. Nói đến Đồng Sơn, chúng ta không thể không nhắc đến khu di tích lịch sử văn hóa Đình Chùa Linh Sơn. Đình Chùa Linh Sơn tọa lạc ở đầu làng thôn Phấn Sơn thuộc xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Nơi đây là công trình văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng, được xây dựng lâu đời còn lại tới thời nay. Trải qua thời gian dài, chịu đựng tác động của thiên nhiên, hoàn cảnh lịch sử, đình chùa Phấn Sơn không còn nguyên vẹn như xưa. Cụm di tích này đã được nhân dân địa phương tu sửa, tôn tạo nhiều lần nhằm bảo tồn giá trị của di tích cổ xưa. Đình chùa Phấn Sơn được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là khu di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2009. Ngôi đình nằm trước ngôi chùa, tạo một quần thể di tích liên hoàn cổ kính theo lối liên kết kiểu tiền thần hậu Phật, đình trước chùa sau. Cảnh quan di tích rộng đẹp với tổng diện tích là 1.038 m², phía đông giáp đường làng và khu dân cư, phía tây, phía nam nằm dưới chân núi Neo thuộc dãy núi Nham Biển trùng điệp. Qua nhiều lần tu sửa tôn tạo, đình Phấn Sơn có bình đồ kiến trúc kiểu hình chữ đinh, gồm tiền đình và hậu cung. Tòa tiền đình có 5 gian, mái lợp ngói mũi, bờ nóc xây gạch phủ áo vữa, chính giữa bờ nóc đắp hình lưỡng long chầu nguyệt, bờ giải xây gạch phủ áo vữa nối với hai trụ biểu trước, tạo tổ hợp kiến trúc kiểu tường hồi tay ngai. Thân các trụ biểu đắp câu đối chữ Hán nội dung ca ngợi cảnh đình. Tòa hậu cung có một gian nhỏ, xây đơn giản. Trong hậu cung tạo khảm thờ trên đặt ngai thờ và bài vị thờ thành hoàng. Ngai thờ, hoa văn tinh tế, hình rồng, hình phổ, phù hoa lá, sơn son thép vàng, màu đỏ mận chín. Nét chạm khắc mang phong cách thời Nguyễn. Một kiệu song hành, chạm khắc đẹp hình rồng hoa, lá vân mây. Nhất chạm khắc mang phong cách thời Lê đầu thời Nguyễn, được cất giữ tại bên tường trái của đình. Căn cứ vào hiện trạng di tích, đồ thờ tự và các di vật cổ vật còn bảo lưu được trong di tích, như hệ thống các chân tảng cột đình xưa, các khối đá cổ kê ở bậc thềm, bia đá thời Nguyễn, 11 đạo sắc phong thời Lê và thời Nguyễn, cùng với nhiều đồ thờ tự khác cho biết đình Phấn Sơn được xây dựng từ thời Lê thế kỷ 17-18, được tu sửa lớn ở thời Nguyễn thế kỷ 19 và các giai đoạn sau này. Nằm trách bên trái của đình khoảng 100 m là nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, được xây dựng năm 2013. Nhà bia lát bằng gạch đá hoa và đằng sau là bức phù điêu ca ngợi tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến vĩ đại. Trên tấm bia cao 1,95 m và rộng 0,95 m khắc ghi tên 12 liệt sĩ là những người con ưu tú của quê hương Phấn Sơn đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường. Nhìn về phía đông, phía nam là nơi tọa lạc của chùa Linh Sơn trong quần thể di tích liên hoàn. Phía trước mặt sân chùa là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, với hai bên là cây đại đã lâu năm. Chùa hiện có bình đồ kiến trúc kiểu hình chữ đinh, gồm tiền đường, thượng điện. Tòa tiền đường có 5 gian, với 6 vì mái liên kết giống kiểu vì kèo kìm, quá sang trốn cột. Tòa thượng có 2 gian nhỏ, phần nền lát gạch vuông màu đỏ. Bên phải thượng điện đặt tượng Đức Ông, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Phía bên trái thờ các tượng như tượng Thánh Tăng, Đức Thánh Trần, tượng Mẫu. Chính giữa bờ nóc đắp bức cuốn thư trong đề chữ Hán Linh Sơn Tự. Tòa thượng điện từ trên xuống dưới, hàng thứ nhất là bộ Tam Thế Phật. Đây là 3 bức tượng mới được tạo bằng thạch cao,
Tượng đang trong tư thế ngồi tọa thiền trên đài sen, hai tay kết ấn để trên lòng đùi, tóc xoắn ốc, toàn thân phủ lớp sơn màu vàng. Hai bên là tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, tượng Quan Thế Âm tọa sơn, hai bên là Kim Đồng Ngọc Nữ. Chính giữa là tòa Cửu Long và tượng Thích Ca Sơ Sinh. Đây là tòa Cửu Long được tạo bằng gỗ, nghệ thuật chạm khắc đẹp mang phong cách thời Nguyễn thế kỷ 19. Tháng 6 năm 2021, được sự quan tâm của xã hội cùng với các cấp chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và sự hảo tâm công đức của nhân dân và Phật tử cùng quý khách thập phương, nhân dân thôn Phấn Sơn đã có tâm công đức xây dựng ngôi Tam Bảo và khuôn viên chùa trên nền chùa cổ. Đi khoảng 153 bậc thang là đến chùa Thượng. Chùa là nơi tụ linh, tụ phúc, tụ lộc giữa đồng và núi, nơi nhìn xuống trung tâm của thôn Phấn Sơn, phía sau tựa núi, phía trước chùa là trung tâm văn hóa, tín ngưỡng, là cánh đồng bao la, xa hơn nữa là dòng sông Thương hiền hòa mang lại sức sống cho làng. Với thiết kế theo hình chữ đinh, bên ngoài 7 gian, bên trong có 3 gian chính điện, trước sân là cảnh tam quan, phía sau là nhà thờ tổ. Trong chùa thờ tượng Đức Ông, Đức Thánh Tăng, bộ Tam Thế Phật, tượng A Di Đà và tòa Cửu Long, bên trong là tượng Thích Ca Sơ Sinh. Đình chùa tạo nên quần thể di tích chùa Linh Sơn với kiến trúc độc đáo, hòa trong cảnh quan sơn thủy hữu tình. Cứ đến ngày 14 tháng Giêng âm lịch hàng năm, nhân dân Phấn Sơn lại tổ chức mở hội lễ chùa với nhiều hoạt động dân gian, thu hút khách thập phương khắp nơi về thắp hương vãn cảnh chùa. Quần thể đình chùa cổ đến nay đã trải qua mấy trăm năm, sẽ còn mãi với thời gian.